Ủa gì Chào các bạn nhá, bên này và ông đã biến thành zombie đấy. Cắn cổ ai? Zombie cắn nhau. Trong video ngày hôm nay, Bêu Thành và ốc sẽ chơi một tựa game mà tụi mình sẽ trở thành zombie và tấn công những người bạn của mình. Đây chỉ là một game để chơi giải trí vui vẻ thôi nhá. Và các bạn thích video đừng quên bấm nút like video, bấm đăng kênh để xem quảng cáo. Còn bây giờ đi xem Bêu Thành và ốc trở thành zombie sẽ như thế nào. Rồi thì em zombie ốc sẽ nhắc kia đây. Đây địa bàn của zombie Bêu Thành mà. Ta là zombie Bê Quý Thành. Đẹp trai ngân ngây con gà Tây ở đây. Zombie ốc đâu? Zombie ốc trốn rồi. Zombie ốc cực ngốc đây các bạn ạ. Ốc ơi, em trộm cái chảo nấu ăn của mẹ mang đội đầu đấy ốc. Bây giờ chúng ta sẽ phải tăng phải kiểu như là luyện tập để tăng sức mạnh đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ đánh những cái con mô hình này để tăng sức mạnh. Để các bạn thấy cái bộ móng vuốt trên tay Bêu Thành và ốc không? Trông như người sói, còn ốc trông như người chó. Cái đấy. Gì vậy? Chúng ta sẽ luyện tập để mình có sức mạnh. Khi mà mình đủ mạnh rồi thì mình sẽ ra đây để tấn công những cái nhân vật này, những người bạn của mình. Em biết rồi, bây giờ em đã có một ít sức mạnh, em sẽ đi ra tấn công bọn nó luôn cho nó máu. Đây này, những người bạn của mình thì đang gọi là xây hàng rào chắn để gọi là tiêu diệt zombie. Nhưng không sao, Bi của Thành và ốc sẽ xử hết. Cắn luôn. Cắn, đây là bùn đúng không? À, bùn à, nhòm, bùn biến thành zombie luôn ốc ạ. Sau đó bùn sẽ đi tiếp tục tấn công Wheeler TV á. Em xiên Wheeler rồi. Ồ, đấy, sau đó Wheeler sẽ biến thành zombie giống như mình. Ôi, Wheeler biến thành zombie to mập quá các bạn ơi. Zombie béo phì là có thật. Ôi, có cả Skibidi. Đây, chúng ta sẽ tăng cái này các bạn ơi. Đứng vào đây để làm gì? Nào. Đây lại là Bùn, tấn công Bùn nè, đúng rồi. Úi ôi, tăng trí não á. Tăng trí não làm gì, zombie thì cần đây gì à, để trí não. Có một con boss đây này, hiệp sĩ zombie đây này. Ồ, phải tấn công bên này trước. Chết rồi, bạn này gọi là có súng xịn quá ốc ạ. Ôi ôi, Bùn zombie và Huy zombie đã bị tiêu diệt. Trời ơi, máu của anh đang bị giảm. Ui, em có một vòng quay, em sẽ quay thử xem nó vào cái gì. À, Bùn có sóng súng 6 nòng nhưng mà không sao. Anh đã phá hủy được trụ súng và bây giờ Bùn lại trở thành zombie. Trời ơi, mình biến mọi người thành zombie giống như mình luôn. Đây là ốc kìa, ốc ơi, ốc bình thường đây này. Ốc bình thường, có cả ốc bình thường à? Có cả ốc bình thường để cho bạn zombie Bùn kia vào đỡ đạn đã. Xong mình ở sau mình tấn công các bạn ơi, đấy. Đấy là mình sẽ tấn công được người bạn của mình, người bạn thỏ tráng. Tại sao em không đi lên đây được? Đâu? Em phải ăn cái não, mày đứng ở chỗ cái não kia kìa. Em có trí đâu, em có trí ngu, em phải lấy trí khôn vào chứ. Zombie làm gì có não đâu, zombie chỉ biết cắn người. Nhưng mà mình phải lấy não để mình zombie trở nên thông minh hơn. À, anh sắp biến ốc thành zombie. Rồi ốc ơi, các bạn ốc đang nhảy múa. Nhưng gặp cái zombie bên Quỳnh Thành biến thành zombie xanh lét luôn. Đánh đi. Mình cũng đứng vào đây để mình cộng trí não lên. Đấy đúng rồi. À, Bùn à, Bùn có quả súng máy à, biến Bùn thành zombie luôn. Ây à, bắn ác quá các bạn ơi, súng này. Nhưng không sao, Bùn thành zombie xanh lét đi, bắt ốc tiếp. Lại một tên ốc ngu ngốc này nữa, tấn công đi. Chúng ta sẽ phá hủy cả một cái hàng rào này để biến ốc ngu ngốc trở thành zombie. Sau đó chúng ta sẽ vào kia nâng cấp sức mạnh cho con zombie Bê Quý Thành. Có gọi là móng vuốt vô địch thiên hạ luôn. Được của nó đấy. Cái đồ súng mạnh quá ông ơi. Không sao, lại là ốc à. Ốc nè, xanh lét luôn. Cái à, gì đây? Mỗi lần anh biến ốc thành zombie anh thấy nó rất là vui luôn các bạn ạ. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đứng vào đây. Chúng ta sẽ lấy sức mạnh. Yes, Bê Quý Thành zombie tân binh trông cực kỳ xinh đã chiến thắng cái màn đầu tiên rất là đơn giản. Đứng vào đâu lấy sức mạnh? Đứng vào cái não kìa ông. Đánh xong thì cái não. Đây, đánh cái cuối cùng kia em sẽ đứng vào cái trụ kia, hiểu không? Ui, VIP là chúng ta sẽ tăng được x2 này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vào cửa hàng xem có gì nhá. Ở trong cửa hàng thì chúng ta có, có cả thú luôn nè. Đấy. Có thú nè. Có cái gì đó, tăng tấp gấp đôi tốc độ tấn công. Sức mạnh gấp đôi. Wow. Đấy. Trời ơi, có nhiều đồ hay luôn nha. Thú cưng được trang bị, cho phép bạn trang bị 3 pet cùng một lúc. Có cả thuốc luôn này các bạn ơi. Bây giờ xem nó có quà gì tặng cho mình không nào. Quà này. Bây giờ cứ nhận được các bạn ạ. Có nhiều sức mạnh đấy. Quà có nhiều sức mạnh mà. Đấy. Hóa ra ốc nhận quà rồi. Bây giờ có một vòng quay.
một vòng quay miễn phí. Bây giờ mình sẽ quay cho mình được cái gì nhá bạn. Tịch 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 tịch. Ra cái gì là gì cái ra. Ra não. Nhiều não này mình sẽ qua được cái màn mới các bạn à. Đây bây giờ mình sẽ tái sinh. Ủa tái sinh này chúng ta hình như sẽ tăng được nhiều sức mạnh hơn. Ui to hơn các bạn ạ. Zombie bên này không còn màu xanh. Zombie bên này màu tím rồi các bạn ơi. Hóa sao zombie mình màu tím được. Móng vuốt này ai giả. Có cả cưa máy luôn các bạn ạ. Có rất nhiều loại móng vuốt. Ở đây này ốc ơi chúng ta có thể mua cái này bằng một não. Nhiều não mình sẽ mua được nhiều loại khác nhau. Đấy. Anh sẽ mua loại một này xem nào. Đấy, xem thử thử dòng máu khác không. Wow, các bạn ấy hiệu ứng không? Quá xịt luôn. Bây giờ là mình thử xem nào. Ở đây có trứng này. Trứng này mình sẽ mở một trứng xem nào. Mở một trứng mất 5 cái não. À, B Quy Thành à. B Quy Thành xiên luộn u ựa ngã luôn. Đấy. Ồ oh. Thế là anh có một con pet rồi mà. Bây giờ anh sẽ trang bị một con pet. Anh có một con chuột các bạn à. Ô anh có pet ở đâu đấy? Đấy và đây mở trứng này ốc. Mở trứng à? Đúng rồi. Em mải đánh nhau quá chưa mở trứng. Ôi chưa mở trứng. Bây giờ các bạn xem sức mạnh của anh zombie bêu thành tím này. 1, 2, 3. Bạn này tuổi gì luôn. Ủa trời đây à. B Quy Thành định bắn súng nè. Ủa mình thắng rồi mình không được đánh lại hay sao á? Đánh thắng rồi còn đánh lại làm gì? Ờ đi thắng rồi thì chắc không được đánh lại. Ok rồi các bạn ơi. Có lẽ là mình sẽ phải đi sang cái màn tiếp theo. Bây giờ mình mua ít não đi các bạn này. Mình mua 220 não với 159 Robux. Đấy. Các bạn nhớ xem quảng cáo video B Quy Thành nhá. Anh có Robux anh sẽ mua nhiều vật phẩm xịn sò cho các bạn xem. Đấy sau đó thì bây giờ anh sẽ mua gọi là về đây luyện tập. Luyện tập các bạn ạ. Đây mình sẽ mua cái VIP này, mình luyện tập nó nhanh hơn này các bạn này. Mở trứng à? À đấy. Trứng đây. Cái VIP này luyện tập nó sẽ có x đôi cái gọi là sức mạnh mỗi lần mình đánh. Không? Mở trứng. Mình mở ra một con chuột tí. Mở thêm lần nữa. Đấy, hiểu không? Đánh mở này. Nhân 3 trứng luôn đi. Em có bao nhiêu sức mạnh nữa ốc? Hả? Ồ, ốc có 700 cơ à? Nhiều thế. Em nhiều lắm sức mạnh lắm, nhận quà hết luôn đấy. Ồ, anh nhận quà đây rồi. Anh có 2.000 rồi ốc ơi, anh vừa nhận quà phát anh có 2.000 luôn. Dã man vậy. Đây. Bây giờ mình sẽ trang bị thú cưng. Có quả trứng 5 não, quả trứng 1 não. Này, em trang bị một phát 3 em thú luôn. Bây giờ nha, cái móng vuốt này nó chưa đủ ngầu đâu các bạn ạ. À. Ồ, ốc có 3 con luôn hả ốc? Nhiều thế. Ờ. Thế thì anh cũng sẽ đi mở. Từ từ ở đây có cả Skibidi này. What? 20 não, bây giờ anh sang khu vực mới đấy ốc ơi. Trời ơi, đi cả thọt trong buồn cười các bạn ạ. Nhưng không sao, zombie tím mê của này sẽ đi sang khu mới, mở khu mới luôn. Khu sang mới cần cái bao nhiêu tiền? Ờ, 20 não. 20 não em có luôn, em sang khu mới cùng anh luôn. Đây, ở đây nha, có một cái gọi là móng vuốt. Nó là dạng cái máy cưa máy ấy. Nó trị giá là 199 Robux. Cực kỳ ngầu và VIP, anh sẽ mua cái này. Các bạn nhớ xem quảng cáo video cho anh nhá. Nhớ đấy, đừng bấm bỏ qua, lần sau anh lại có tiền để mua vật phẩm cho bạn xem đấy. Okay. Đúng rồi, bây giờ là luôn. Cưa máy này này. Cưa máy cực ngầu luôn. Đắt nhất ở đây luôn. Trị giá 199 Robux. Chỉ B Quy Thành mới mua được vì các bạn xem quảng cáo B Quy Thành. Ở đây thực ra còn nhiều cái lắm. Ví dụ 10k mua được cả máy khoan này. Những cái cưa của B Quy Thành là cưa màu vàng, cưa VIP các bạn ạ. À. Bây giờ thử đi tăng đi cưa con này để tăng mình là VIP mình sẽ tăng được x4 các bạn. Một lần của mình sẽ tăng được tới 33 nhiều sức mạnh thế. Đấy, có cả mũ luôn đâu ạ. À, mình đang đội cái mũ quá là cùi luôn đâu ơi. Bây giờ anh sẽ đội cái gọi là cái này là cái gì nhỉ? Cái đấy là cái barrier ở đường ấy, rào chắn ở đường ấy. Đây. Anh đội cái barrier. Ảo. Trời các bạn, bây giờ anh có sức mạnh đấy các bạn. Anh cưa phát nhận quà này. Lại có quà là phải nhận luôn các bạn. Ấy trời ơi, 8.000 sức mạnh rồi. Quá mạnh rồi. Đây, zombie bê của Thành bây giờ sẽ tiếp tục vào đây. Nhưng mà bây giờ mình đang có ít thú cưng quá các bạn ạ. Mình sẽ vào cửa hàng xem nào. Con thú nào VIP nhất. Ồ. Oh. Mình là người có gì có điều kiện mình sẽ mua gọi là 399 một quả trứng. Rồi mình chơi mua thế thì VIP quá. Thế bây giờ mình sẽ ra đây xem mở trứng con trị giá này bao nhiêu. Con này bao nhiêu? 25 luôn. Mở luôn một con. Mình đang miệt mãi đi đánh để kiếm tiền các bạn ơi. Bê Quy Thành lấy Robux mua hoành đây, tráng quá. Đây anh đã mua đâu. Anh được thêm một con mèo. Đấy em qua được màn bên này của anh rồi đấy. Qua đây đi. Đây bây giờ anh sẽ đi bắt đầu đi tấn công Boon đúng không? Boon đúng không? Một trưởng biến ảnh zombie. Zombie robot luôn. Ai à súng này các bạn này có súng này. Nhưng mà không sao. Bê Quy Thành giờ quá mạnh luôn.
Bùn này một trưởng thành zombie xanh rét thành đội quân của Bigu Thành luôn. Anh có hai con thú rất là cute là một con mèo và một con chuột. Đúng là hai con kiểu là kỳ phùng địch thú luôn. Đấy, biến Huy Lơ thành zombie luôn. Đây, đứng vào đây ăn não các bạn ạ. Rồi, xong. Sức mạnh luôn. Bắn ạ, bạn ơi. Bạn làm sao bắn được tôi? Bùn à? Bùn xây hai à? Bùn cửa cho phát thành zombie luôn. Mình mạnh quá rồi, mấy cái chỗ này thì Bùn gọi là không có cửa để mà chặn được mình luôn. Đấy, bây giờ mình có dẫn cả một con boss đấy đâu, thấy không đấy. Kinh ấy, anh có con boss, đấy à, con tím tím là anh à? Quân của anh. Ai quầy ghê vậy? Đấy, con này nó mình em đánh tí em có mà. Ốc biến ốc thành zombie, cưa ốc luôn. Rồi, ốc này cưa cho cái biến thành zombie luôn. Skibidi luôn. Làm sao mà đỡ được? Sao mà đỡ được? Ủa zombie của Thành đứng vào cỗ máy này một phát trở thành zombie ngầu nhất quả đất ở đây luôn. Wow. Ô, gì vậy? Hiệp sĩ boss à? À, nó đi theo anh luôn này. Ồ, hiệp sĩ zombie đây à? Đây là một bạn người chơi ấy, Ốc ạ. Chứ không phải là quân của anh đâu. Anh nhầm. Trời ơi, okay, Quy Thành ảo ma thật. Bây giờ nói chung là anh đánh cái này nhanh lắm các bạn ơi. Huy biến thành zombie luôn. Bạn này biến thành zombie luôn. Bây giờ mình sẽ mở trứng tiếp. À, ở đây có vẻ như có những quả trứng xịn hơn các bạn ạ. Zombie. Mở trứng mở ra gì ơi. Ui dùi một con mèo, mèo xanh. À giống anh, con mèo xanh. Bây giờ phải con Ghostcat này, nó mới đỉnh của chóp này. Đấy, con đấy nó mới đỉnh chóp, cơ hội rất là thấp. Bây giờ anh biến tất cả mọi người thành zombie. Cả một cái khu này luôn. Đấy. Ok. Ok, có X2 nãy ấy không nhỉ, tái sinh. Mỗi lần tái sinh thì mình được cái gì nhỉ ông nhỉ? Lần tái sinh thì mình còn cái tăng, được tăng cường sức mạnh mỗi lần tái sinh. Zombie nâng cao. Thì cái sức mạnh của mình sẽ về không? Anh đã trở thành zombie nâng cao rồi Ốc ạ. Ai hả ghê đấy, em chỉ là zombie bình thường thôi. Zombie cùi bắp đúng không? Đây, chúng ta có thể auto, gọi là auto luyện tập được. Mình sẽ mua cái này 99 cho book. Vì mình là người có tiền mà, mình có các bạn xem quảng cáo mà đấy. Bây giờ mình không cần phải đánh nữa, mà nó sẽ tự auto đánh và tăng sức mạnh các bạn nhìn này. Cái sức mạnh của mình này, nó gọi là cực kỳ VIP luôn. Người mình xanh lét rồi. Trông cừ ấy, ấy. Càng mạnh thì càng đen à? Càng mạnh thì càng đổi màu. Đây Mia, bây giờ chúng ta ở đây có móng vuốt, các loại móng vuốt này. Ốc mua mới một cái mà dùng. Có móng vuốt nhưng mà mua xong rồi tiếc tiền lắm. Bộ 72 bộ não là sao? À gói nhỏ, nếu mình cần mua não thì mình vào đấy. Ở đây xem nào, cửa hàng có gì nữa không? Thẻ trò chơi. Đây, có tăng gấp đôi sức mạnh. Sát thương. Cho chỉ trong lúc chiến đấu. Mình không cần cái này các bạn ạ, mình quá là VIP rồi. Đúng. Bây giờ mình sẽ mua quả móng vuốt màu xanh này luôn. Ok. Uầy, móng vuốt xanh chắc là sẽ mạnh này. Mình sẽ tắt kéo tua đi. 150 mình qua được màn mới rồi các bạn. Mình sẽ qua màn mới để mình trở nên VIP hơn. Cho ốc cùi bắp ở đây đi các bạn ạ. Quả trứng bên này trị giá bao nhiêu? Trị giá 125 một quả trứng một mắt này luôn. What? Trời ơi, bây giờ mình phải đi kiếm lại từng cái não một. Ông phải đi kiếm não à? Ông không có não các bạn ạ. Ông vẫn là con zombie xanh thôi. Thế zombie nâng cấp lên là càng nâng cấp càng đen à? Anh không biết nữa, anh để anh tái sinh một lần nữa xem. Em rebirth xem nào. À, zombie to màu tím này. À, to hơn rồi. Thế là mỗi lần tái sinh nó sẽ đổi màu đó các bạn ạ. Thôi phải về luyện tập các bạn ạ. Ok, anh có đủ sức mạnh rồi đấy. Bây giờ anh sẽ đi ra đây chiến đấu với Bùn à? Bùn bắn súng máy à? Bùn à? Nhảy à? Biến thành zombie robot luôn nè. Ốc à, kia ốc đây rồi các bạn ơi. Anh sẽ xử ốc đẹp luôn. Gì đấy? Đây, ốc đang bắn súng máy đúng không? Có hàng rào chứ bạn đúng không? Cưa máy 2 đường, 3 đường, 4 đường à, trời ơi. Nhảy múa nè. Bên Quy Thành nhiều sức mạnh thế. Cưa luôn. Ai à, bùn có hàng rào bằng bê tông à? Ui à, bên này bên trước. Bên này phải đánh bên này trước. Bên này trước. Bạn này có hàng rào bằng cái cầu thang này làm sao mà cản được bên Quy Thành. Liệt chuột rồi các bạn ạ. À. Ui giời. Liệt chuột luôn rồi. Biến thành zombie. Bùn à? À, bùn có quả tường này oanh ấy. Nhưng mà không sao, bùn lại đứng nhảy đúng không? À, cưa phát. Xiên luôn. Xích lét luôn, biến thành quân của bên Quy Thành hết luôn. Đấy, sau đó cứ tấn công Huy à? Huy Lơ đang đặt súng máy ở trong bắn à? Huy Lơ à? Phát,
phá tường thành của Wheeler, cưa Wheeler phát Wheeler trở thành đội quân xanh lét của bên Quý Thành à. 500 anh em. Nhưng mà con zombie ốc hú ngốc quá các bạn đã bị chết kèo ở đây rồi. Hả? Zombie ốc chết tòi á? Zombie sao chết được? Chết chưa, bị bắn cho tung não lên thì trở hy sinh. Con zombie ốc là con zombie mình thấy ngu nhất nãy giờ luôn các bạn ạ. Hả? Nó toàn chết đầu tiên. Mình đánh nó xong mình dẫn theo quân cũng là nó vào nó toàn bị zombie này. Tím sang đây, 150 não ư? Mình vừa nhận được thêm não nên bây giờ mình Boon sẽ sang đây được. À Boon vác hẳn súng máy à? Boon à, cưa như là sao mà đấu lại được zombie của thành cưa máy. Máy cưa cực VIP trị giá 199 Robux do các bạn xem quảng cáo mua cho bên Quý Thành này. Toàn bạn fan mua cho đấy, làm sao mà đỡ được. Cưa trời, bùn các loại bùn. Bùn baby à, bùn baby trở thành bùn ngu si luôn. Ai à, mang hẳn sofa nhà ra đây để chặn luôn. Nhưng mà sao chặn được bên Quý Thành các bạn. Ủa anh không sang map mới đi hả? Anh sang map mới rồi mà. Map nào em không gặp anh mà. Anh sang map bên ở đấy, anh đang ở map của em ấy, anh đang đánh đến mức chùm cuối rồi. Chùm cuối bùn C2 rất là cứng đầu ở đây này. Đấy, từ có quà nhận luôn. Đấy, ôi giời, bùn này khỏe đấy. Bùn này khỏe nha, mấy con zombie bị bùn bắn hết đi hết rồi, mình lây lan ra. À bùn mạnh phết nhỉ, bùn mạnh phết nhỉ, bùn mạnh phết nhỉ. À nhảy đi, nhảy đi. Wow, bên Thành ơi có trứng xị này. Đi luôn. Anh có mua trứng xịn không? Đâu, trứng xịn đâu, để im trong anh. Trong shop ấy. Đâu, trong shop đâu, đâu. Đây này, có combo trứng này. À, anh định mua một quả 399 Robux nhưng mà anh không biết là anh có đỏ không ấy. Thôi được rồi, ở đây như có chữ yêu cầu là gì? Yêu cầu là khi nào mình đáp ứng được 50 trên cái gì đấy thì mình mới được một cái con miễn phí. Ôi, cổng dịch chuyển. Hiểu não. Anh mua 4 Robux não luôn. Rẻ bèo. Các bạn xem quảng cáo cho anh mà. Anh mở khóa luôn các bạn. Ủa? Vẫn thiếu não. Ai dài ơi. Nó bảo 40 Robux 40 mở được con một tí tí đấy các bạn ạ. Cay thật đấy. Lừa rồi. À, bây giờ mình sẽ đặt chiến đấu auto luôn. Ôi, à zombie ốc. Zombie ốc. Zombie ốc. Zombie ốc trông ngu ngốc thật các bạn ơi. Chiến đấu đi. Sao không đánh được thằng này? À mình vẫn còn thiếu một con thú cưng nữa các bạn ạ. Bây giờ làm sao để tăng nhanh được cái điểm tiền đi nhỉ? Cái đấy hơi khó đấy. À, trong cửa hàng có ít đôi tiền không ta? Hạn chế này. Đây, nhân đôi phần thưởng não của bạn. Ồ. 299 các bạn ạ, mua luôn. Nhân đôi phần thưởng để cho nó nhanh có não để mình còn sang khu vực mới xem là sở hữu rồi các bạn ạ. À. Đấy, bên Quý Thành có các bạn ủng hộ nó phải khác. Ui mấy người bên map này mạnh thật. Nhưng gặp bên Quý Thành thì vẫn đi đời thôi. Ok rồi, anh đi luyện tập một phát. Đấy. Ui, anh luyện tập VIP luôn à? Anh VIP mà X6 rồi. Ui, ốc là cái loại quý bắp. Ốc đi vẫn đang đi đánh à? Ông vẫn phải đi đánh, ông làm gì có robot đâu. Ông đang đi đánh bơ các bạn. Chịu luôn. Đánh mãi còn chẳng được cái này. Không sao đâu, anh luyện tập một xíu nữa. Mình còn bị kill các bạn ạ, mình bị kill. Đồ ăn hại. Ok, một lượt đánh này nữa là mình sẽ có đủ 1.5k tiền. Mình sẽ sang được cái cổng dịch chuyển kia các bạn ạ. Biến tất cả mọi người zombie luôn. Xeng xeng bùn này. 1.3k rồi. Bây giờ mọi người không thể cản được bên Quý Thành rồi, không cản bước bên Quý Thành gaming đâu. Vác súng máy ở đây chặn bắn bên Quý Thành, làm sao mà chặn được, cưa được cái. Hả? Bên Quý Thành? Ơi, gì? Bên Quý Thành, mình đang đánh vào bên Quý Thành. À, định biến anh thành zombie, ốc biến anh thành zombie, wow. Nhưng anh ở đây là zombie VIP rồi. Cưa được cái. Các bạn ơi, mình sắp có đủ tiền để sang khu mới rồi. Ôi, mình đánh mỏi tay qua các bạn ơi. Cưa cho cái. Mình sẽ sang khu mới xem có gì nha các bạn. À có 1.5k tiền rồi. Thôi mình cứ đi luyện tập đây. Các bạn nhìn mình đi cà thọt trông buồn cười chứ này. Mình đi luyện tập đây. Mình sẽ mua thêm. Ông ơi khu mới này trông có vẻ rất là hay ho nè. Ô có một bạn ở bên này rồi. Chúa tể zombie luôn rồi. Em mua một phát móng vuốt hổ luôn. Đây lại có quà nhận luôn. Tội gì mà không nhận hổ. Các bạn mình sẽ luyện tập. Ui bạn này có quả móng vuốt gọi là trông như máy khoan này. Ốc có móng vuốt hổ này. Ghê vậy, móng hổ luôn. Hổ vồ à? Hổ vồ xiên luôn. À,
Nhưng mà mình vẫn yếu quá, mình phải đi luyện tập đây. Bạn kia chỉ là luyện tập bình thường thôi, làm sao mà luyện tập VIP như Bê Quy Thành. Ui giời, Bê Quy Thành luyện tập VIP. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái mũ của mình lên thật là xịn một tí các bạn ạ. Mình có 2k. Mình sẽ luyện tập, ok, để tăng máu cho mình à. Mình cần gì máu đâu. Mình thấy mình khỏe lắm. Kiểu khỏe à, tăng máu là tiền bảo vệ. Anh nên mua cái mũ đầu rơi hay cái mũ này? Thôi mua cái mũ này đi. Anh làm gì có tiền mua đầu rơi. À đầu rơi ở quán anh cũng có tiền thôi. Anh mua đầu rơi hay mua cái mũ này đi? Mua cái đầu rơi ấy. Ok, mua cái đầu rơi. Anh mua vì nó ngầu thôi các bạn ạ. Đấy ạ, tai rơi. Xa kinh đấy. Zombie tai rơi. Có nghe chưa? Nghe chưa? Ma cà rồng à? Mông cà ra. Mông cà ra. Là ma cà rồng đó các bạn ạ. Ok, bên này mở quả trứng cho coi. Ô, quả trứng này 500 luôn. Xem quả trứng bên này nè. Có một số bán trứng đây à? Ờ, một số bán trứng thôi. Mở một quả trứng. Trứng màu thỏ ma. Thỏ ma nhé. Không ăn thua, nhìn con đấy đã biết là không ăn thua. Nhưng mà anh trang bị nó thôi, cho nó vui rồi. Anh phải trang bị hết, trang bị tất, trang bị như ôi, thế bên nào này á, tốt nhất. Những người bạn của mình sẽ ẩn hàng rào nhưng mà làm sao đối đầu được Bê Quy Thành. Bùn. Anh mạnh quá, anh sức mạnh của anh thế kia mà. Anh là zombie tai rơi. Chích cho cái, cưa cho cái. Ui giời, bùn biến thành zombie luôn. Wheeler cái TV. Gì đấy? Wheeler TV. Mình vẫn đang luyện tập. Trời ơi, mình bây giờ cưa mình đi đánh. Rồi các bạn ạ, một phát. Luyện tập nhiều quá nó chán các bạn. Lên đánh cho máu. Đây, bùn này. À, bùn ơi, có biết anh là ai không? Anh là zombie tai rơi đây. Chú, cưa được cái. Đấy rồi, đấy thấy. Mình lây nhiễm cho những cái người ở đây. Xong người ở đây biến thành đội quân của mình đấy. Xong rồi đội quân của mình lại đi tấn công những người khác. Thật là thú vị. Rồi. Hàng rào. Ok, anh thích nhất là biến ốc thành zombie các bạn ạ. Thì ốc xanh xanh kìa, buồn cười. Bây giờ ốc là zombie tím rồi. Nhưng mà anh thấy màu xanh đẹp mà. Màu xanh đúng màu zombie, nhưng mà màu tím như kiểu zombie chúa rồi. Gục ra luôn. Cực kỳ nhiều não. Toàn bùn với cả ốc cái này. Làm sao mà đấu lại với Bê Quy Thành. Bê Quy Thành gọi là chùm ở đây rồi. Khao. Chùm nè. Ốc nè, xanh lét luôn. Xiên luôn. Ồ, đây như kiểu map lâu đài à, làng quê à. Để xem đội quân của mình. Đội quân của mình đánh chậm lắm các bạn ạ. Không có tay mình vào thì không làm gì được. Đúng rồi, đội quân mình mà không có mình là đánh chậm lắm. Quá phế luôn. Sang map mới thì nó như kiểu là cũng chỉ giống như thế thôi. Chúng ta sẽ như kiểu map này là map phù thủy à, map Halloween à. Mỗi một cái map nó sẽ bày trí khác nhau các bạn ạ, theo chủ đề. Não đầu 50 này. Có cái bia mộ ở đây các bạn, kinh thật. Mình sẽ tiếp tục luyện tập các bạn ơi. Không có gì bằng việc là luyện tập. Đấy, mình sở hữu một cái gọi là cưa cực kỳ nhanh rồi. Mình chỉ cần chăm chỉ luyện tập, mình sẽ gọi là tấn công rất là VIP luôn. Bụp 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 phát là xong luôn. Tấn công luôn. Mình có nên tái sinh không nhỉ? Tái sinh phát nè các bạn. Tái sinh bây giờ mình đã trở thành xác sống ảo Macarada Australia Liên bang Nga Bồ Đào Nha rồi. What the hell? Lại về màu xanh. Lại về màu xanh rồi các bạn ạ. Màu xanh, màu huyền thoại của zombie luôn. Nhưng mà nãy giờ mình luyện tập, mỗi lần tái sinh xong mình mất hết các bạn. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà mỗi lần tái sinh mình sẽ tăng được cái lượng sức mạnh của mình lên. Này nó 50k sức mạnh luôn rồi. Trời ơi, các bạn nghe tiếng bấm chuột của mình không? Hiệp sĩ zombie. À, nếu mà mình nâng cấp phát nữa mình sẽ trở thành hiệp sĩ zombie. Ái giả kì đấy. Ái sợ. Quá mạnh rồi. Mình vừa hiệu à, trời ơi. Anh gọi là với chiếc cưa máy cực VIP màu vàng này thì anh không sợ gì hết, hiểu không? Em mà có găng tay hổ thôi. Găng tay hổ là trị giá 500 tiền à, yeah. 500 tiền, kinh đấy. Đầu tư mà. Đấy, ở đây còn máy khoan các thứ này. Nhưng mà làm sao ngầu bằng của anh. Cái này cưa màu xanh, anh cũng thích màu xanh. Nhưng cái cưa này là VIP nhất, 199 notebook anh vừa mua. Đấy, các bạn bảo là em xem quảng cáo cho anh cứ mua đồ VIP vào. Đấy, anh mua luôn. Là nhớ xem hết quảng cáo, đừng bấm chứ bỏ qua. Cứ xem thì bỏ ra 1-2 phút xem. Anh muốn thành có đồ xịn cho các bạn xem luôn. Đấy, cưa phát, ui dồi, sức mạnh tăng cực nhanh à. Ui dồi ôi, mình mệt quá các bạn ơi. Ông mệt quá rồi à? Em bấm gãy hết tay rồi. Ôi dồi ơi, zombie tím giờ vẫn còn là zombie gì? Giờ là... zombie bình thường, normal. Zombie normal. Ôi dồi, người ta gọi là sắc sống ảo, sắp trở thành hiệp sĩ zombie rồi. Hiệp sĩ zombie. Nhìn đây này, tái sinh vẫn nữa trở thành hiệp sĩ zombie luôn. Tái sinh hiệp nữa này, thấy hiệp sĩ zombie à? Đâu? Ui, kìa, này kinh vậy.
sức mạnh 2,5k, sức mạnh của mình có 100. Ui giời ơi. Đánh có một tí chết luôn các bạn ạ. Đây, bây giờ anh luyện tập một phát, bây giờ anh sẽ trở lên VIP các bạn ạ. Anh cưa cái bục này, cái con mô hình này một tí thôi. Anh sẽ trở thành chúa tể đây. Sau hiệp sĩ tái sinh là ngôi sao zombie. Tái sinh? Tái sinh cứ tái sinh suốt thế à? Không, tái sinh bây giờ mình sẽ tăng được đấy, cao nhất của sức mạnh của mình là được 500k. Đấy, lúc nãy chỉ có 50k thôi, bây giờ lên 500k rồi. Bây giờ anh cưa, anh chỉ cần sức mạnh anh VIP phát, anh đánh một phát bạn này thắng hết luôn. Đấy các bạn này. Ui dồi, X8 gọi là mình tăng gọi là cực nhanh. Với cái tốc độ cưa của mình nữa, nó còn nhanh nữa các bạn ạ. Mình mua cái máy cưa này nó cưa nhanh lắm, các bạn thấy không? Ừ, nó cưa liên tục, sức mạnh tăng liên tục. Nhìn ốc kìa, ốc bấm mòn cả tay ra, cào 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 cào. Bấm lõm cả chuột các bạn ạ. Đấy là mình còn chưa mua thú cưng VIP, mình mà mua thú cưng VIP á, cái này nó còn tăng nhanh nữa các bạn ạ. Ừ. Là còn không ai phải đối thủ. Hay là để em mua thú cưng VIP xem nào. Đây đây, anh chỉ đấu nốt lần này nữa thôi, chắc chả anh cũng không cần phải sang cái map bên kia đâu các bạn. Tại anh quá xịn rồi à? Ừ, anh cảm thấy anh cứ chơi là anh cứ xịn rồi. Ui giời. Này các bạn này, bây giờ anh chiến đấu này. Bây giờ càng luyện tập thì càng xịn thôi. Đấy. Bây giờ chỉ cần đánh như thế này thôi, anh cứ đi luyện tập là anh có thể đánh qua tất cả các map luôn, đánh phá đảo cái game này luôn. Quá chuẩn luôn. Nhưng mà nó cũng không còn gì nữa các bạn ạ, bên kia chỉ là cái map Halloween thôi. Đấy, biến tất cả mọi người thành zombie, bây giờ không ai có thể đỡ được. Sao mà đỡ được? Đấy. Cưa đấy. Bây giờ là mọi người có cả vác cả nhà, mắc cả xe tăng ra đây cũng không thể đấu lại với zombie Bí Quy Thành đâu. Nào, zombie Bí Quy Thành cực mạnh rồi. Cưa ốc luôn. Đấy. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, xiên. Bùn nè, gục ngã biến thành zombie xanh, đấy chưa? Rất là đơn giản đấy các bạn ạ, mình chỉ cần nhìn này thôi là mình chiến thắng. À, vẫn còn à? Vẫn còn. Vẫn còn một cái lô cốt của Bùn, đấy, một phục sọc. Chiến thắng. Rất là đơn giản, đấy rồi, sao bên này cũng chỉ là luyện tập rồi đánh như thế thôi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ xem vận may của mình ấy, mở trứng này, à, mở 3 quả luôn. Không không, mở từng quả một thôi. Từng quả một thôi à? 1, 2, 3. Oh, con này hiếm. Hiếm nha, hàng hiếm này. Hàng hiếm bình thường. Đây này. Trời, hiếm bình thường, hiếm gì mà hay mở được thế? Hiếm gì mà không phải phổ biến. Mà là hàng bình thường. Hàng cực kỳ cùi bắp. Đúng rồi. Anh sẽ mở hết số tiền anh có các bạn ạ. Anh đen dữ vậy trời. À, vẫn là con đấy, nhận quà. Được anh rồi. Có con thỏ xanh kìa. Nhận trang được bị xem nào. Nhận được một con thỏ xanh các bạn ạ. Trang bị. Bây giờ mình trang bị tốt nhất. Ồ, con thỏ xanh này, nó cũng là tốt nhất đây rồi các bạn ạ. Đỉnh đi nhờ. Đấy. Bây giờ mở tiếp các bạn ơi. Mở trứng tiếp cho các bạn xem. Mở được à? Đây. Mở hết tiền thôi, đằng nào cũng sắp dừng cái game này rồi. Mở hết tiền, còn lâu mới hết tiền. Đây, hết là quả trứng cuối rồi. Ồ, toàn ra con thỏ đấy thôi các bạn ạ, game cực lừa. Ừ, mở bao nhiêu lần mà chẳng cho một lần này, có cái con hiếm này, gì cả. Mình mạnh lắm rồi, bây giờ mình chỉ cần luyện tập nữa thôi. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay Bê Cô Thành và ốc đã trở thành những con zombie đẹp melee. À đâu, Bê Cô Thành thì là zombie đẹp melee, còn ốc là zombie ngu si nhá. Đấy. Đang luyện tập đây. Ốc luyện tập đang ấn chuột cứ gạch. Anh ủ hết cả ta rồi. Chắc bây giờ sẽ dừng video tại đây thôi. Và nếu các bạn tựa game về zombie gì hay nữa trong Roblox, các bạn nhớ bình luận dưới để cho Bê Cô Thành và ốc chơi nhá. Còn bây giờ Bê Cô Thành chỉ cần luyện tập như này là anh sẽ trở thành con zombie bye bye. Fit nhất thế giới luôn. Vô địch thế nào. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại bạn video sau. Không bye bao bye. Giờ bỏ cuộc đâu. Các bạn có sợ zombie Bê Cô Thành không? Nếu mà không bấm like video, bấm đăng ký kênh, zombie Bê Cô Thành sẽ đến nhà các bạn, nó cưa các bạn, biết các bạn là zombie đấy. Bye bye nha. Bye bye. Đấy, vui thôi.